Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. Ok, chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hiện tại thì mình đang ở bãi biển ở Hồ Tràm. Công việc hôm nay thì cũng là đi lắp đặt bộ dàn cho khách hàng ở một căn biệt thự ở sát biển đây mọi người, sát Hồ Tràm đây mọi người ha. Thì một lát nữa thì lắp bộ dàn gì thì lúc đó thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết để mọi người chúng ta cùng tham khảo combo bộ dàn này mọi người ha. Và bây giờ thì tranh thủ một chút, khách hẹn ở đâu đó khoảng tầm 2 giờ. Cho nên là anh em cùng ra ngoài biển rồi ngắm biển một chút rồi nghỉ dưỡng một xíu mọi người, nói chung là tranh thủ hết mức có thể. Hồi lúc này thì có ghé mấy cái vựa hải sản thì thấy hải sản đây rất là tươi, rất là ok luôn. Đang còn đề nghị với công ty để mà xin trợ cấp cho cái khoản mà anh em ăn hải sản ở thế này thì chưa thấy công ty trả lời, cho nên là bây giờ thì tạm thời đứng chờ một xíu, chờ công ty trả lời xong rồi lát nữa anh em bắt đầu vô và chiến đấu. Bây giờ thì đi dạo biển một xíu mọi người ha. Save the wrapping paper, your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just want to fall in love. Dạ bà ngoài hang nói giá tiền tiền lắm. 10 kg à? Ngoài kinh con ngồi ra giờ. Ngoài mấy ký nè anh? Mua đi đè, em mới đi hấp chứ. Right here underneath the Christmas. Chắc lát là quay lại bởi vì để mua tối kịp giờ tối mới về. One hour okay, later. Thì hiện tại bây giờ thì mình cũng đã vào nhà khách rồi. Và đây là không gian mà mình sẽ lắp đặt. Thì đây là một cái khu biệt thự mọi người. Chủ yếu thì khách sẽ chơi trong nhà là chính, nhưng mà đôi lúc thì khách cũng muốn là mang ra không gian ngoài trước hồ này kia để chơi. Cho nên là mình có chuẩn bị cho khách là một cái tủ rắc như thế này. Đó, mỗi lần đi đâu thì việc xách đi xong rồi cắm dắt xe rất là xong thôi. Đó, rất đơn giản. Vừa sử dụng trong nhà được, vừa sử dụng cho vấn đề di động được. Thì combo này chắc mọi người nhìn sơ qua thì mọi người chúng ta cũng nắm bắt được đôi chút rồi ha. Thì đây là mình phối ghép một cặp Bose L1 và R8. Thì nói đến thương hiệu Bose thì chắc mọi người chúng ta không có còn lạ gì cái dòng này nữa. Và máy thì mình phối ghép đó là một chiếc X180A và một bộ micro Navision O86. Thì bây giờ thì mình sẽ lắp đặt và setup xong rồi lát là mời mọi người chúng ta cùng nghe combo này được phối ghép trong căn phòng này ha. Thì căn phòng này đâu đó khoảng tầm là 40m² mọi người. Đó. Thì nói chung là để mà mang ra ngoài trời á thì chơi cũng rất là vô tư. Nói chung là đứng khoảng cách xa loa tầm khoảng cỡ 4-5m gì đó để mà nghe thì cũng rất là đầy và rất là chi tiết cho cái bộ này. Hey songs, bướm bông bướm bướm hay bướm giờ thì mình cũng đã setup này cái xong cả rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ hát thử một đoạn, sau đó thì sẽ mời khách hát test một vài đoạn nhạc để xem là cái chất âm của cái combo này nó cho ra như thế nào khi được phối ghép trong căn phòng như thế này. Thì căn phòng này thì khi mà đóng cửa lại mọi người thì nó rất là vang, nhưng mà khi mà sử dụng thì mở hết cửa ra thì đối với căn phòng như thế này và cái hệ thống này thì âm thanh cho ra cũng rất là ok khi mình nghe ở ngoài. Thì không biết mọi người nghe trong mình chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì khu vực này cũng rất là rộng mọi người, nói chung là một nguyên cái khu biệt thự lớn đó mọi người. Khi nào mà khách mà muốn chơi là xách cái tủ rác ra ngoài và xách cái cặp loa ra ngoài là ok thôi. Bây giờ mời mời mọi người ha. Là bây giờ đây em đã quay mắt.
cho đôi mình sớm để có nhau. Và trong đêm lành bài ca Thiên Chúa nghe hát theo câu điện thánh vô cùng. Ôi lạy hát em mênh mang buồn. Rồi mùa ra buông qua lời đầu ai nhớ say lâu. Rồi một chiều áo trắng hay màu em qua cầu sắt pháo bay sau. Linh nguyện mình chúa có nghe con. Sao bây giờ mình hoài xa vắng. Bao nhiêu đêm chúa xuân dương gian. Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào. Cho bão tố về làm chim bao. Mơ thì nó mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, thì khách hàng cũng đã test thử cả rồi, nói chung là âm thanh khách đánh giá rất là ok. Thì bây giờ thì mình cũng chuẩn bị ra về, và đây là khu vực không gian ngoài của khách hàng, chú đang câu cá ở góc kia đó mọi người đó. Đó. Thì nhu cầu khách thì có thể là khi nào mà cá mọi người thì khách có thể sẽ đưa ra hai bên này rồi ngồi ở không gian như thế này để mà cá. Lúc này anh nghe qua thì anh đi ra ngoài này anh nghe thì anh thấy là âm thanh rất là lớn, rất là đầy. Nói chung là dòng bô nó, cái dòng Coloma này nó phụ rất là xa mọi người, và cái sốc của nó cũng rất là sâu, nên thành ra là nó đi được rất là xa. Còn thỉnh thoảng một cái này kia thì anh có thể bưng ra ngoài kia chơi được. Nói chung là mình thiết kế di động cho anh, để cho anh một lần anh chơi thì anh có thể mang đi chơi được. Thì bây giờ thì clip thì mình sẽ dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Okay, bye.